AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về bài số 15 với chủ đề các cái ngày lễ Tết phổ biến. Trong lesson 1 thì chúng ta đã được tìm hiểu về tên của một số ngày lễ và ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào ngày Tết và các cái hoạt động trong ngày Tết nhé. Bây giờ, các em hãy mở sách giáo khoa trang số 32 và 33 giúp cô nào. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 6 hoạt động. Trước tiên thì chúng mình sẽ đến với bài số 1. Look, listen and repeat. Hãy quan sát, nghe và nhắc lại. Trong bài số 1 của ngày hôm nay, chúng mình sẽ được gặp bạn Linda và bạn Mai. Và hội thoại của hai bạn học sinh này sẽ bao gồm có 4 phần A, B, C, D. Bây giờ, các em hãy quan sát vào thứ tự của từng lời thoại và cô sẽ bật đoạn băng ghi âm cho chúng ta. Page 32, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What are you doing, Mai? I'm decorating my house. It's Tết soon. B. What do you do at Tết? I wear nice clothes. C. What else? I eat a lot of bunching. D. I get lucky money from my parents. Oh, I like Tết. Vậy là chúng mình vừa nghe xong đoạn hội thoại giữa hai bạn học sinh này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại đoạn băng ghi âm và nhắc lại theo từng câu nhé. Page 32, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. What are you doing, Mai? A. What are you doing, Mai? Bạn đang làm gì vậy, Mai? I'm decorating my house. It's Tết soon. I'm decorating my house. It's Tết soon. Mình đang trang trí nhà. Sắp đến Tết rồi. B. What do you do at Tết? B. What do you do at Tết? Bạn thường làm gì vào Tết? I wear nice clothes. I wear nice clothes. Mình mặc quần áo đẹp. C. What else? C. What else? Còn gì khác không? I eat a lot of bunching. I eat a lot of bánh chưng. Mình ăn nhiều bánh chưng. D. I get lucky money from my parents. I get lucky money from my parents. Mình nhận tiền mừng tuổi từ bố mẹ. Oh, I like Tết. Oh, I like Tết. Oh, mình thích Tết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch toàn bộ đoạn hội thoại này nhé. Bạn Linda hỏi, bạn đang làm gì vậy Mai? Bạn Mai trả lời, mình đang trang trí nhà cửa, sắp đến Tết rồi. Bạn Linda hỏi, bạn làm gì vào dịp Tết vậy? Bạn Mai, mình mặc quần áo đẹp. Còn gì nữa không? Mình ăn nhiều bánh chưng. Mình cũng nhận tiền mừng tuổi từ bố mẹ. Và bạn Linda,
mình thích Tết. Chúng ta đã nắm được nội dung của đoạn hội thoại giữa bạn Linda và bạn Mai, đó là về ngày Tết. Bạn Mai thường làm gì? Và bây giờ, cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm một lần nữa. Nhiệm vụ của các em đó là theo dõi theo lời thoại của đoạn băng ghi âm và hãy nhắc lại theo chúng. Page 32, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. What are you doing, Mai? I'm decorating my house. It's Tết soon. B. What do you do at Tết? I wear nice clothes. C. What else? I eat a lot of bunting. D. I get lucky money from my parents. Oh, I like Tết. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các nhiệm vụ của bài tập số 1. Bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 2. Point and say. Hãy chỉ và nói. Trong bài tập này, chúng ta được học về cấu trúc hỏi và trả lời về việc là một người làm gì vào ngày Tết. Câu hỏi của chúng ta sẽ là What do you do at Tết? Bạn làm gì vào ngày Tết vậy? Và câu trả lời của chúng ta sẽ là chủ ngữ I cộng với động từ chỉ hành động ở đằng sau. Đó là về phần cấu trúc. Các em hãy giúp cô quan sát vào bốn bức hình phía bên phải. Đây là bốn cái hành động, bốn cái công việc đặc trưng mà chúng ta thường hay làm vào dịp Tết. A. Make bánh chưng. Làm bánh chưng. B. Decorate the house. Trang trí ngôi nhà. C. Watch firework displays. Xem trình diễn pháo hoa. D. Visit grandparents. Thăm ông bà. Chúng mình cùng nhau phát âm lại cả bốn từ này giúp cô nhé. A. Make bánh chưng. Make bánh chưng. Make bánh chưng. Làm bánh chưng. B. Decorate the house. Decorate the house. Decorate the house. Trang trí nhà cửa. C. Watch firework displays. Watch firework displays. Xem trình diễn pháo hoa. Cụm C này của chúng ta nó hơi dài một chút, thì các bạn cứ nhớ giúp cô. Firework là pháo hoa và display là danh từ với nghĩa là màn trình diễn. Watch firework displays là xem trình diễn pháo hoa. D. Visit grandparents. Visit grandparents. Visit grandparents. Thăm ông bà. Cụm này thì cô nghĩ là các bạn đều đã biết rồi. Chúng ta có visit là thăm và grandparents mang nghĩa là ông bà. Bây giờ mình sẽ cùng nghe đoạn băng mẫu của sách giáo khoa nhé. Page 32, Activity 2. Point and say. What do you do at Tết? I make bunting. Như vậy là sách giáo khoa đã làm mẫu cho chúng ta bức hình A. What do you do at Tết? I make bánh chưng. Bạn làm gì vào dịp Tết? Mình làm bánh chưng. B. What do you do at Tết? I decorate the house. Bạn làm gì vào dịp Tết? Mình trang trí nhà cửa. C. What do you do at Tết? I watch firework displays. Bạn làm gì vào dịp Tết? Mình xem trình diễn pháo hoa. D. What do you do at Tết? I visit grandparents.
Bạn làm gì vào dịp Tết? Mình thăm ông bà. Ngoài ra thì các em cũng có thể thực hành hỏi và trả lời theo cặp về cái mẫu câu này, cũng như là những cái việc làm này để luyện thêm về mẫu câu cũng như là các từ vựng nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đến với bài tập số 3. Let's talk. Hãy cùng nhau nói nào. Trong cái bài tập số 3 này thì chúng ta sẽ hỏi và trả lời nhau về hai mẫu câu hỏi. Thứ nhất, when is cộng với tên ngày lễ. Là cái mẫu câu để chúng ta hỏi là cái ngày lễ đó nó diễn ra vào khi nào. Chẳng hạn, when is Children's Day? Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là is cộng với giới từ cộng thời gian. Chẳng hạn, is in June, nó vào tháng 6. Câu hỏi số 2, thì câu hỏi này chúng mình vừa mới học trên bài tập số 2, là cái câu chúng ta hỏi nhau về việc là mình làm gì vào những ngày lễ đặc biệt. Chẳng hạn, what do you do at Tết? Bạn làm gì vào dịp Tết? I wear nice clothes. Mình mặc quần áo đẹp. Tương tự thì cũng dựa vào cái gợi ý của cô, các em có thể phát triển những cái câu hỏi của riêng mình và những câu trả lời của riêng mình nhé. Bây giờ, xin mời các bạn hãy chuyển sang trang số 33 giúp cô và chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Yêu cầu của bài tập số 4 đó là listen and circle. Hãy nghe và khoanh tròn. What do they do at Tate? Câu hỏi chung dành cho cả 4 câu hỏi trong bài tập này đó là họ làm gì vào dịp Tết? 1. Phong. Phong làm gì nhỉ? A. Buys flowers. Mua hoa. B. Decorates the house. Trang trí nhà cửa. Two, his parents. Bố mẹ của cậu ấy thì sao? A, go shopping. Mua sắm. B, make bánh chưng. Làm bánh chưng. Câu hỏi số 3. His sister. Em gái của cậu ấy thì sao? A. Wears new clothes. Mặc quần áo mới. B. Gets lucky money. Nhận lì xì đầu năm. Four, câu số 4. Phong and his sister. Phong và em gái thì sao? A. Watch firework displays. Xem pháo hoa. Hoặc đầy đủ đó là xem trình diễn pháo hoa. B. Visit teachers. Thăm thầy cô. Chúng ta đã biết nghĩa toàn bộ các phương án của cả 4 câu hỏi này rồi. Và bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau nghe bài nghe này nhé. Page 33. Activity 4. Listen and circle. 1. It's Tet soon. What do you do at Tet? I buy flowers. Oh, I see. 2. What about your parents? What do they do? They decorate the house and make banqing. I like banqing very much. Me too.
3 and 4. What does your sister do at Tet? She's only 4, so she eats banqing and gets lucky money from my parents. Oh, she must be happy. I also watch firework displays with her. I like watching firework displays too. Yes, they are colourful. My sister likes them very much. Ok, bài nhạc đã kết thúc và nó cũng không có gì khó khăn cả. Cô hy vọng là các bạn đều đã lựa chọn được các phương án cho cả 4 câu hỏi này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe lại và phân tích bài đọc này. Page 33. Activity 4. Listen and circle. 1. It's Tet soon. Câu số 1. It's Tet soon. Sắp đến Tết rồi đấy. What do you do at Tet? What do you do at Tet? Bạn làm gì vào dịp Tết? I buy flowers. I buy flowers. Mình mua hoa. Oh, I see. Oh, I see. Oh, mình thấy rồi. Như vậy, đáp án chúng ta lựa chọn cho câu hỏi số 1 sẽ là phương án A, mua hoa đúng không nào? Buy flowers. Câu số 2. What about your parents? What do they do? What about your parents? What do they do? Bố mẹ của bạn thì sao? Họ làm gì? They decorate the house and make bánh chưng. They decorate the house and make bánh chưng. Họ trang trí nhà cửa và làm bánh chưng. I like bánh chưng very much. I like bánh chưng very much. Oh, mình rất là thích bánh chưng. Me too. Me too. Mình cũng thế. Nhắc đến bánh chưng thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án B cho câu hỏi số 2. Three and four. Câu số 3 và câu số 4 liền một lúc luôn này. What does your sister do at Tet? What does your sister do at Tet? Em gái của bạn làm gì vào dịp Tết? She's only 4, so she eats banqing and gets lucky money from my parents. She's only 4. Cô ấy mới có 4 tuổi thôi. So she eats bánh chưng and get lucky money from my parents. Vì vậy cô ấy ăn bánh chưng và nhận lì xì từ bố mẹ của mình. Chúng ta thấy có cụm get lucky money ở trong câu nói của bạn Phong. Vì vậy mình sẽ lựa chọn phương án B. Hãy nghe nốt đoạn hội thoại để tìm ra đáp án cho câu số 4 nhé. Oh, she must be happy. Oh, she must be happy. Oh, em ấy chắc là phải vui lắm đấy. I also watch firework displays with her. I also watch firework displays with her. Mình cũng xem trình diễn pháo hoa với em ấy. I like watching firework displays too. I like watching firework displays too. Mình cũng thích xem pháo hoa. Yes, they are colorful. My sister likes them very much. Yes, they are colorful. My sister likes them very much. Đúng vậy, chúng có rất là nhiều màu sắc và em gái của mình rất là thích chúng. Như vậy, đáp án chúng ta lựa chọn cho câu số 4 sẽ là watch firework displays, xem pháo hoa. Tổng kết lại bài tập số 4, chúng ta có 1A, 2B, 3B and 4A.
Chúng ta hãy cùng nhau nghe lại bài nghe này một lần nữa. Các em hãy chú ý vào các đáp án đúng của từng câu giúp cô. Page 33. Activity 4. Listen and circle. 1. It's Tet soon. What do you do at Tet? I buy flowers. Oh, I see. 2. What about your parents? What do they do? They decorate the house and make banqing. I like banqing very much. Me too. 3 and 4. What does your sister do at Tet? She's only 4, so she eats banqing and gets lucky money from my parents. Oh, she must be happy. I also watch firework displays with her. I like watching firework displays too. Yes, they are colourful. My sister likes them very much. Chúng ta sẽ kết thúc bài tập số 4 tại đây và mình sẽ đến với bài tập số 5. Look and write. Hãy quan sát và viết. Cả 4 bức hình tương ứng với 4 câu ở đây chúng ta cần hoàn thành thì đều sẽ trả lời cho câu hỏi. What do they do at Tết? Họ làm gì vào dịp Tết? Hãy quan sát giúp cho cô vào bức hình đầu tiên nào. Trong bức hình này thì bạn Mai và mẹ của bạn ấy đang ở trong siêu thị. Như vậy họ đang đi mua sắm. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là Mai and her mother go shopping. Bức hình số 2, bạn Phong và bố của bạn ấy đang trang trí cho cây đào. Như vậy họ đang trang trí nhà cửa. Decorate the house. Bức hình số 3, bạn Nam và cả nhà thì đang gói bánh chưng. Như vậy Nam and his family make bánh chưng. Bức hình số 4. Hoa và anh trai đi đâu đây nhở? À, họ đang gặp ông bà của mình. Như vậy vào dịp Tết, Hoa và anh trai đi thăm ông bà. Hoa and her brother visit their grandparents. Bài tập số 5 này khá là đơn giản đối với chúng ta phải không nào? Bài tập này thì đơn thuần là giúp các em ôn tập lại cấu trúc hỏi và trả lời ở bài tập số 2 cũng như là một số những cái cụm từ mô tả về những cái hành động của chúng ta vào dịp Tết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động cuối cùng, đó là trò chơi ở bài tập số 6. Nội dung của bài tập này đó là Match the phrases to make sentences. Tell your partners about them. Hãy nối các cụm để tạo thành các câu và nói với những người bạn của em về chúng. Như vậy là chúng ta sẽ nhận được những cái mẩu giấy chưa hoàn chỉnh và mình sẽ cần phải nối chúng vào sao cho nó tạo thành những cái câu phù hợp về mặt nghĩa. Ví dụ, vào ngày trẻ em thì chúng ta có thể được nhận quà chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ có một bữa tiệc, vân vân. Thì đó là cái nội dung của trò chơi này. Và trò chơi này thì chúng mình có thể thực hiện ở trên lớp nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc và cô rất cảm ơn sự chú ý của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.